anh hứa mai này qua đông em mừng vô. Hai cháu ở trong này ngủ nhé, đi con vào trong này ngủ. Cháu vào trong này ngủ. Thì đây cái gạo rồi cái này trưởng bối thấy đây nhà mà nhà mình đi lúc bây giờ đâu đấy là thằng chị yêu chưa đấy không mấy tiếng là bà ở đấy nhà lên đấy chị là cũng về dưới đấy nữa là dưới đấy cũng gần thôi nhà cũng về dưới đấy cả dưới đấy này bây giờ là cái đường cao tốc cũng nhanh ấy đây là khu luôn cà phê nhé. Vâng. Vâng. Dạ, anh. Đây là anh. Anh gì đây? Anh. Đây là anh. Đây là em. Giống đây mà. Giảm điện hả? Quang hoa mà xin giảm kìa. Giảm nhé, giảm điện kìa. Giảm hoa kìa. Giảm, giảm nó đi. Cho con bé đến nhà. Cảm ơn đoàn nhà trai đã có mặt trong ngày hôm nay
và thứ hai cũng xin cảm ơn lễ dạo ngó, lễ ăn hỏi của hai cháu, lời đề nghị rất là chân thành của bác trưởng đoàn trai, tôi xin được chân thành cảm ơn. Và hai bên gia đình, hai họ chúng ta sẽ tiếp tục công việc cho hai cháu để cho làm sao nó thuận lợi, có lợi cho hai bên gia đình và mang lại hạnh phúc cho hai cháu tương lai sau này. Hai gia đình chúng ta vẫn cứ tiến hành. Cũng báo cáo là hôm nay nhân dịp ngày nhà trai ra ngõ và ăn hỏi thì gia đình nhà gái chúng tôi cũng bà Hà cũng chuẩn bị làm tổ chức ngày vui cho hai cháu trong ngày hôm nay luôn tại nhà gái, là hôm nay tổ chức cho hai cháu, báo cáo với các đoàn nhà trai như vậy. Sau đó thì hai bên gia đình với hai họ làm những công việc là ngày cưới, ngày nhà trai xin đón cháu đi, đón dâu. Gia đình muốn nhà trai như là cũng là cháu anh xem tìm chọn ngày của hành tháng rất giàu đẹp là vào ngày 24 tháng lịch tới này, tức là hôm nay là 12. Thì là gia đình mọi nhà trai chúng tôi là cũng nên lễ là xin đón cháu Nhung về làm dâu con của gia đình ông bà trong hội nói riêng và gia đình họ nhà trai nói chung. Thế thì chúng ta hai họ bàn bạc thế là giờ ngày thế rồi thống nhất là cái giờ đấy, giờ xuất phát và giờ đến đây là giờ ở đây xuất phát ra về để công việc cho hai cháu được tốt đẹp và thuận tiện nhất cho hai cháu và cho hai người. Ngày 24 âm lịch tháng 10 tới, tức là hôm nay là 12 đang có ý kiến như vậy. Ngày 24 tháng 10 lịch bên nhà trai sẽ đón cháu Nhung. Thời gian là Thank you.
đây là cái giò chót cuối cùng đấy, cố gắng là tạo điều kiện của cái thời gian, nếu có thể sớm nhất có thể thì nó sẽ sớm tiến lên được khoảng 15 năm trước nữa đấy, thì là trên đường đi. Và
các vị trí, các nhân hương, thì gọi là hôm nay là ngày theo trong phong tục trong làng, hôm nay là ngày cháu đi làm dâu, để báo cáo các cụ để các cụ ủng hộ thì cháu hai cháu đã làm đấy. Dạ, ở đây hay là sang bên sân khấu? Và cũng đồng thời để kính mời đoàn nhà trai hãy ở lại gia đình nhà trai. Chào đi.
too fast. Moon is lighting up her skin. She's falling, doesn't even know it yet. Having no regrets is all that she really wants. We're only getting older, baby. And I've been thinking about the mainland. Does it ever drive you crazy? Just how fast the night.